Kể từ khi ra tù, Hải bánh bén duyên với người phụ nữ này. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp thân mật bên nhau. Danh tính bóng hồng của Hải bánh vẫn luôn gây tò mò với dư luận. Hãy cùng gã giang hồ tìm hiểu về bóng hồng của Hải bánh là ai. Sau khi mãn hạn tù, Hải bánh tuyên bố mình không phải là giang hồ hay xã hội đen, chỉ muốn được nhìn nhận như một người bình thường. Ông trùm khét tiếng một thời mong dư luận, đặc biệt là giới trẻ, hãy nhìn mình làm gương, đừng đi vào vết xe đổ trước đó mà ham hố thể hiện mình. Dù vậy, thông tin về Hải bánh vẫn gây được sự chú ý nhất định trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng cư dân mạng lại thấy ông xuất hiện bên một cô gái trẻ hơn vài chục tuổi, có những cử chỉ mùi mẫn như ôm hôn, khoác vai tình tứ. Đa số những bức ảnh đều được chụp khuất mặt, giấu mặt cô gái. Nhiều người nghi ngờ đây chính là bóng hồng hiện tại của Hải bánh, nhưng danh tính của cô thì không phải ai cũng biết. Theo tìm hiểu, cô gái nhiều lần xuất hiện thân mật bên Hải bánh có tên là Ngọc Tú, sinh năm 1988, một doanh nhân 8X có tiếng tại Hà Nội. Cô nàng được biết đến không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp, sự thông minh, tài giỏi mà còn bởi tính cách quyết liệt, dám nghĩ dám làm. Ngọc Tú thành công trong nhiều lĩnh vực, là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty chuyên về làm đẹp. Ngọc Tú có vẻ ngoài rất mặn mà, gu ăn mặc cá tính. Dù đã ở ngưỡng U40, nhưng cô vẫn luôn được đánh giá trẻ hơn tuổi khá nhiều. Trên thực tế, Ngọc Tú cũng không hề giấu giếm mối quan hệ của mình và Hải bánh. Cô nàng còn đăng ảnh chụp cùng ông chủ lên trang cá nhân một cách công khai. Trước hàng loạt bình luận dò hỏi về mối quan hệ của Ngọc Tú và Hải bánh, cô cũng không hề phủ nhận. Đặc biệt, cả hai có cách xưng hô đầy mùi mẫn là cầu mở. Hải bánh hẹn hò với Ngọc Tú. Cặp đôi này không còn xa lạ gì với cư dân mạng khi thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Cũng kể từ khi yêu Ngọc Tú, Hải bánh có rất nhiều lần đầu tiên không ngại làm điều lãng mạn vì bạn gái. Mới đây, Ngọc Tú khoe ảnh cùng Hải bánh đi xem phim. Trong rạp, cặp đôi còn tình tứ, dùng tay tạo hình trái tim. Ngọc Tú chia sẻ, cậu dắt mợ đi xem phim Titanic, làm mợ khóc sưng cả mắt. Được biết, đây là lần đầu tiên Hải bánh đưa một người phụ nữ đi xem phim. Điều này khiến bạn gái ông rất hạnh phúc và tự hào. Dân mạng không khỏi trầm trồ, suýt xoa vì sự thay đổi của Hải bánh. Nhiều người nhận xét, giang hồ khét tiếng một thời giờ đây đã khác xưa, lãng mạn hơn hẳn. Cách đây không lâu, Ngọc Tú chia sẻ bài đăng, nhắn gửi đến người yêu trên trang cá nhân. Cư dân mạng tin rằng cô đang muốn gửi đến Hải bánh. Trong đó có đoạn, vì sao em yêu anh? Mọi người hỏi em rất nhiều là, vì sao em lại yêu anh? Và em bắt đầu liệt kê ra những điều mà khiến em cũng không hiểu nổi. Em yêu anh từ lúc nào? Lúc em buồn đến tận cùng, anh là người lau nước mắt cho em và nói còn có anh ở đây, không ai được phép làm tổn thương em. Anh không thích đến những nơi xô bồ, không quen biết. Nhưng vì em mà anh ngồi chờ vài tiếng đồng hồ, chỉ để đợi em nhậu say nát bét là anh đưa em về nhà em, rồi một mình anh đi về. Ở bên anh, em được cưng như một đứa trẻ. Em chỉ thoáng buồn là anh đã nắm chặt tay em. Được biết, Ngọc Tú và Hải bánh vốn đã quen biết từ lâu, mới đầu xem nhau như anh em, về sau mới nảy sinh tình cảm. Hiện tại, trang cá nhân của Ngọc Tú cũng sở hữu lượng theo dõi không thua kém gì Hải bánh. Hải bánh chính thức trở lại với cuộc sống bình thường. Giang hồ đình đám một thời thay đổi khá nhiều. Trong số đó đáng nói nhất phải kể đến việc trở nên lãng mạn, trẻ trung hơn trong chuyện yêu đương. Chuyện Hải bánh đưa bạn gái đi xem phim, tặng bánh sinh nhật, đủ khiến nhiều người bất ngờ vì không giống tính cách của ông trước đây. Hải bánh sau khi ra tù bắt đầu mở một cửa hàng kinh doanh gốm sứ, tự tay sản xuất và chế tác. Đây là nghề ông học được trong trại giam. Bên cạnh đó, Hải bánh cũng thường xuyên vi vu các tỉnh thành, gặp bạn bè, xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội. Bạn gái của Hải bánh cũng kinh doanh rất tốt, là một nữ đại gia khá có tiếng. Trước khi đến với Hải bánh, Ngọc Tú có đường tình duyên khá lận đận. Cô từng ly hôn, bị tố là tiểu tam, hiện đang làm mẹ đơn thân, nuôi ba đứa con. Đáng nói, vài năm trước cô cũng từng gây báo khắp nơi khi bị ca sĩ Phương Thúy tố là tiểu tam, cặp kè với chồng mình là diễn viên Phùng Cường. Phùng Cường từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình tên tuổi như Ma Làng, Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, Gió Làng Kình, Sắc Màu Phái Đẹp, Làng Ma 10 Năm Sau. Ngay lập tức, tin tức này phủ sóng mạng xã hội. Đặc biệt thời điểm đó Phương Thúy còn đang mang thai sắp sinh. Theo lời Top 3 Sao Mai 2013,
Phùng Cường cùng Ngọc Tú còn công khai đính hôn, bất chấp việc chưa ly hôn với cô. Ngay lập tức cả Phùng Cường và Ngọc Tú đều lần lượt lên tiếng giải thích. Họ phủ nhận việc ngoại tình, cho biết cả hai từng là người yêu cũ vào 12 năm trước. Nay có duyên gặp lại, cùng làm việc chung. Cả hai nhận ra chưa thể quên đối phương, muốn bù đắp cho quá khứ, nhưng vẫn luôn giữ chừng mực vì Phùng Cường đã có gia đình, Ngọc Tú còn có chồng chưa cưới. Sau này khi Phùng Cường và Phương Thúy rạn nứt, bắt đầu làm các thủ tục ly hôn, thì nam diễn viên và Ngọc Tú mới đến với nhau. Cô gái này chia sẻ là một người phụ nữ, ai cũng sẽ có những tình yêu sâu sắc để mà bản thân không quên được và dám bất chấp vì người mình yêu. Chúng tôi sai khi công khai hình ảnh các thứ ở thời điểm chưa hợp lý, nhưng tôi không sai vì tôi không chen chân vào gia đình người ta khi họ vẫn hạnh phúc như những thông tin một chiều kia. Tôi nhận lời quay lại với anh Cường là khi đã có xác nhận từ Thúy rằng tâm lý ổn và không còn muốn giữ người không yêu mình nữa. Vì Thúy biết anh Cường yêu ai thì toàn tâm toàn ý. Trước thông tin mà chồng cũ và bạn gái đưa cho báo chí, Phương Thúy chỉ tuyên bố ngắn gọn, kết thúc câu chuyện ở đây, mọi thứ đã có pháp luật giải quyết. Sau khi về sống chung, Phùng Cường và Ngọc Tú có thêm một đứa con chung. Cậu bé kháu khỉnh chào đời, những tưởng sẽ là sợi dây gắn kết cả hai thêm bền lâu. Nhưng không rõ lý do vì sao, cuối cùng họ lại đường ai nấy đi vào cuối năm 2022. Hiện tại Ngọc Tú một mình nuôi ba người con. Chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Tú tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi có người nhắc đến Phùng Cường, khẳng định nam diễn viên không phải chồng mình. Bạn gái của Hải Bánh tuyên bố chỉ công nhận người chồng đầu tiên tên Hiếu vì anh xứng đáng là chồng cũ, bố hai đứa con của mình. Dù đã là mẹ ba con nhưng Ngọc Tú vẫn được nhận xét là sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gu ăn mặc sang chảnh. Hiện tại, cô gái này nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả sau khi công khai hẹn hò với cựu giang hồ Hải Bánh. Tao thách mày đến đấy. Nói là gì? Mày đến đi, tao pha trà, tao ngồi tao đợi. Nói là gì? Mày nói gì? Nó đến nó đập quán nhích. Tức là bọn chắc là nick ảo mà.